Việt Audio xin kính chào toàn thể quý vị. Kính chúc cả nhà mình một buổi tối thật là mát mẻ và có thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và có thật nhiều những phút giây thư thái với âm nhạc, với audio. Hôm nay thì bên em gửi đến quý vị một cặp loa vừa là Buxell vừa là loa tay karaoke. Đây là dòng loa DIY của bên em mới ra lò. Năm ngoái thì đã làm 3 cặp và khách rất là ưng ý, thì năm nay em lại mod thêm. Cấu hình thì là gồm các driver của JBL, các cái loa bass mid là của JBL Column 7, đường kính 7 cm, từ đôi rất là lớn, công suất chịu đòn cao, và loa chắp cũng là của JBL, nó có cái mã hiệu là GTO 609, bằng cây van sợi dệt. Và cái thùng của nó toàn bộ là thùng kit của Nhật các cụ nhé, gỗ Nhật nhé. Và lỗ thùng hơi nó nằm bên cạnh này đó. Đây là cái công tắc để mình một là đánh full rang hết các giải, từ giải trầm cho đến giải cao. Hai nữa là mình bật cái công tắc này lên chỉ để lấy nguyên cái giải trung âm với cái giải cao để mình hỗ trợ trợ lời cho karaoke. Trở kháng 8 ohm, công suất min khoảng 20W và max khoảng 300W. Đấy là công suất chịu đòn khi mà mình chuyển sang chế độ karaoke. Còn nếu như mà ở cái chế độ không phải karaoke, chỉ là nghe nhạc, thì nó có công suất chịu đòn tối đa là khoảng 100W. Sau đây thì mời các cụ lắng nghe một ca khúc. Khi bước chân ta về đêm khuya, nhìn đường phố thành phố hoang vu, như đời mình như lời rất rộng luôn. Và giải trầm em này thì không phải nghĩ luôn, các loại Buxell mà tầm 10 đến 12 cm gặp nó thì tắt điện luôn. Đôi khi ta lắng nghe ta, bao nhiêu năm lắng tìm con người, chân một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao suốt đời, cho trăm năm vào trên một ngày. Ngày tháng nào đã ra đi, còn ngồi lại cuộc tình nào đã xa hơn, ta còn mãi nơi đây. Đấy, bây giờ bật lên cả hai loa đều là full rang nha các cụ nhé, có nghĩa là lên hết tất cả các giải. Và bây giờ em tắt, chuyển sang chế độ trợ lời này. Chân ta về đêm khuya, nhìn đường phố thành phố hoang vu, như đời mình như cuộc tình. Làm sao em biết đời sâu buồn tây. Bề ngang của nó là 35, đôi khi ta lắng, chiều cao là 15 và chiều sâu là 17. Vui lá hoa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Ngày tháng nào đã ra đi, khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã xa hơi, ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như bây giờ mình thử chuyển sang chế độ nhạc sàn nhé cụ nhá. Ôi những dòng sông nhỏ lẻ thương thương. Bây giờ mình chuyển sang một bài non stop nghe cho nó phê các cụ nhá. Đôi
vâng, giải trầm rất là sướng. Giải cao cực kỳ mạnh và sắc tiếng, lẹp ca lên càng rất là hay. Trung âm thì nó là lợi thế của dòng volume 7 rồi, không có gì phải bàn cả. Nhưng mà giải trầm hay giải cao phải nói là rất là tuyệt vời. Cụ nào mà có ở gần khu vực Hà Nội thì em kính mời qua nhà em nghe trực tiếp. Cặp này thì nó không gây căng. Đó. Em không làm gây căng cho nó. Còn các cụ nào mà có nhu cầu đặt em làm thêm gây căng thì là bên em sẽ hỗ trợ làm thêm gây căng cho các cụ. Giờ thì mình đến với giai điệu Dôm Ba. Chuyển sang chế độ chuyên lời nhé. Vâng, và cái giá cho cặp loa này là 1.150.000 đồng nha các cụ nhé. 1.150.000. Đây là giá chuẩn, không bớt, không bao ship, không COD các cụ nhé.
Và cụ nào có nhu cầu rước em nó về thì vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0944511460. Em ở Ngọc Thụy, Lâm Viên, Hà Nội. Và lưu ý là cái chân loa không đi kèm nhé. Cặp chân này giá 700.000 đồng, cụ nào mua thêm thì là tính tiền thêm. Còn không có là chỉ có nguyên cặp loa này không thôi. 1150 nha các cụ nhé.